Buổi sáng mà mở mắt ra trời nắng thì thôi nha, mà mưa một cái là nó buồn muốn thúi ruột. Không có giống như mấy chị tưởng tượng là mỗi lần mưa xuống là sẽ thơ mộng này kia đâu. Mà mưa xuống một cái thì nó vắng que hà, không có ai đi ruộng đi nương gì hết. Bữa nay là vừa mưa vừa sấm chớp, cha thì không có đi ruộng được, em với mẹ không có làm được gì luôn. Hai mẹ con em quyết định là nấu bánh canh mặn cho cả nhà ăn luôn. Mấy cái món nguyên liệu mà để nấu bánh canh mặn này là mẹ kêu cha đổi mưa đi chợ mua đó. Mà em nói thiệt, ai mà bán cho cha em một ký tôm này là mấy bả mừng dữ lắm luôn. Tôm gì đâu mà vừa về tới nhà là nó sình rồi, lột vỏ thì dính khấu không có ga gì hết trơn. Mà ở quê em tôm nó mắc dữ lắm nên là bớt bụng ăn luôn. Ở ngoài vừa mưa vừa sấm chớp không có ai cầm điện thoại, chân có mình nên em cầm mà. Em tưởng tượng cái lúc đó mà em làm cái gầm cái cho em đen thui luôn quá à. Tại vì ở quê em mà mỗi lần mưa xuống là ổng phải đánh 1-2 cây dừa hả. Mỗi lần mưa xong là mấy cái cây dừa nó mắc cái đầu hết trơn. Bởi vì ai cũng sợ, không ai dám đi ruộng lúc trời mưa hết. Cho nên là em ghét mùa mưa dữ lắm luôn, nó buồn muốn thúi ruột. Mà hồi sáng em mới hỏi mẹ em gọi mưa tới tháng 11 mới hết. Bây giờ là chỉ mới bắt đầu mưa thôi mà đã linh đình như vậy rồi. Chừng nào mà vô mùa mưa thiệt chắc không có lú đầu ra đường được luôn.